Sám văn. Khi ấy, các ngạ quỷ đồng đến hỏi ngài Mục Liên. Một con hỏi: tôi cả đời thường bị đói khát, muốn vào nhà xí lấy phẫn ăn, thì trên nhà xí đã có con quỷ to lớn lấy gậy đánh tôi, nên tôi không đến gần nhà xí được. Vì cớ gì mà tôi mắc phải tội ấy? Ngài Mục Liên đáp: đời trước khi làm người, ngươi là chủ chùa, gặp tỳ kheo khách đến khất thực, ngươi kêu kiết không muốn đại khách, chờ khách đi rồi mới cho chư tăng thường trú trong chùa ăn. Vì ngươi tham của, cư xử vô đạo, do nhân ấy nên mắc phải tội như vậy. Đó là hoa báo, quả chính sẽ trổ ở địa ngục. Giải thích. Mục Liên là vị đệ tử thần thông đệ nhất của Phật. Lúc này vừa xuất định đi đến bên sông Hằng, chúng ngạ quỷ vừa thấy Bồ Tát là tranh nhau thưa hỏi nguyên nhân đời trước của mình. Chúng ta thường nói cúng dường Phật, Pháp, Tăng. Tăng là những gì theo Phật xuất gia. Tài vật tính chúng cúng dường chùa đều thuộc về Tăng thập phương sở hữu. Vì vậy, nếu bạn chỉ cúng dường cho một tỳ kheo trong đó thì không đúng pháp. Khi tỳ kheo sống trong chùa tiếp nhận tín chúng cúng dường, tất trần nhập của công. Nếu cho rằng họ cúng dường chúng mà mình được quyền lấy cất giữ dùng riêng, tức là phạm tội trộm vật của tăng. Là sư phụ, bạn cũng không nên cho rằng hễ mình thu đồ đệ quy y cho thì họ là đệ tử mình. Thực ra bạn chỉ là vị sư thay Phật quy y thu nhận đồ đệ mà thôi. Cư sĩ có thể hướng dẫn cho hàng thế tục quy y Phật, Pháp, Tăng, nhưng họ không thể thay tăng đoàn tiếp nhận quy y. Các đạo tràng Phật giáo đều là đạo tràng thập phương tín chúng, không thể xếp các tín chúng chẳng thuộc tông môn mình là hạng ở ngoài cửa. Còn nếu bạn cho rằng mình chỉ là đồ đệ hoặc thầy của tông phái này và cư xử hết sức phân biệt với đạo tràng tông phái kia, thì đây là tri kiến sai lầm. Bởi cộng đồng tín chúng đều là đệ tử Phật Thích Ca, đều có chung bậc đạo sư là Phật. Vì vậy, đạo tràng là của tất cả thập phương. Người có tâm chia bè phái giống như Đề Bà Đạt Đa chia rẽ tăng đoàn, tất nhiên bị tội đọa vô gián. Sám văn. Lại có một ngạ quỷ hỏi: vì sao cả đời tôi trên vai luôn có cái bình đồng lớn đựng đầy nước sôi? Tôi bị nước sôi xối từ trên đầu xuống, khổ vô cùng. Ngài Mục Liên đáp: lúc làm người, ngươi là sư trị sự trong chùa. Có một bình sữa ngươi lén giấu, tới giờ thọ trai cũng không đem ra chia cho chúng, đợi khách đi hết rồi mới đem chia cho người trong chùa. Sữa này là vật tín thí cúng dường cho chúng tăng mười phương, nên tu sĩ nào cũng có quyền hưởng. Vì ngươi sang tham, cư xử vô đạo, nên mắc phải tội như vậy. Đây chỉ là hoa báo, quả sẽ trổ ở địa ngục. Giải thích. Vật thuộc tăng chúng bốn phương mà chẳng cho họ dùng là hành xử sang tham vô đức, cho nên phải xin làm ngạ quỷ thọ tội. Trừ phi tín thí cúng dường riêng, chỉ muốn dâng cho tu sĩ trong chùa thì không bị lỗi. Người xuất gia ở khắp tứ phương đều cùng họ thích, là một nhà. Thế thì có vật nào là không thể cho nhà mình dùng? Đạo tràng Tam Bảo không phải chuyện nhỏ, đã tu hành thì phải minh lý, không được làm sai. Chẳng biết mà phạm thì cũng là tội. Ngày đây sám hối, ắt có thể tiêu trừ. Xin kể câu chuyện có thực phát sinh vào cuối đời thanh. Phải dùng của tín thí cho đúng. Có cặp mẹ chồng nàng dâu nọ là tín đồ thuần thành của chùa. Năm đó chùa chuẩn bị trùng tu nên hướng đại chúng quyên góp. Hai mẹ con này sau khi bàn bạc một hồi lâu thì quyết định đem khối đá to là của gia bảo tổ tiên để lại dâng cúng cho chùa làm bia hoặc nền chùa. Cúng xong, hai mẹ con đều rất hoan hỷ. Khi đó thầy quản viện quyết định sẽ đặt đá này làm nền trang trí trong chùa. Nhưng sau đó chùa mua được đá bên ngoài làm nền, nên khối đá quý kia bị sư tri khách lấy làm đá lót đường đi. Sau khi chùa tu sửa xong, hai mẹ con nọ nhìn thấy tảng đá gia bảo của họ
bị dùng làm đá lót đường. Trong lòng phẫn nộ không nguôi, nhưng việc đến nước này rồi, chùa cũng đã xây xong, họ không thể nói được gì, đành nhẫn nhục nuốt giận. Thế nhưng cách đến dân hương, khi đi qua tảng đá lót đường này, ai cũng tâm tắc suýt xoa, khen tảng đá kia quá đẹp nhưng bị dùng lãng phí. Nhiều năm trôi qua, việc này đi vào quên lãng. Năm nọ, sư tri khách Lâm Trọng Bình qua đời. Tăng chúng trong chùa lo làm lễ siêu độ. Trong thời gian này, có vị tăng là bạn thân của ông, nằm ở thế ông toàn thân đầy thương tích, mắt đầm đìa lệ, bảo rằng: "Tôi hiện đang bị đọa địa ngục thọ khổ, xin hãy cứu tôi." Vị tăng này hỏi: "Bình thường huynh trì giới tu hành tốt, đâu thấy phạm lỗi gì, sao có thể xuống địa ngục thọ khổ được chứ?" "Có chuyện này thầy không biết. Mấy năm trước, lúc chùa tu sửa, có hai mẹ con nọ mang đá đến cúng. Tôi nhất thời hồ đồ đem dùng làm đá lót đường. Đây là của gia bảo, do tổ tiên họ để lại, mà họ phát đại tâm hiến cúng. Nhưng tôi lại cầm cổ báo xung làm đá lót đường cho người khác mặc tình dẫm đạp. Vì vậy tôi rất nặng. Do tội này mà tôi phải xuống địa ngục. Cũng chính vì đây mà tôi bị tiêu phúc giảm thọ. Xin thầy hãy mau cứu tôi." "Nhưng chúng tôi phải làm sao để cứu ông?" "Bảo chúng tăng hãy mau đào tảng đá đó lên, đem làm bia đá, cho khắc kinh vào, đem dựng trước chùa, để mọi người đánh lễ thắp hương. Như vậy mới có thể giải tội cho tôi." Sau khi chúng tăng đào đá lên, khắc kinh vào đó rồi, thầy tri khách lập tức thoát địa ngục, thác sinh vào nhân gian. Câu chuyện này tôi rất muốn kể cho mọi người nghe, vì tôi nhìn thấy chúng cư sĩ lẫn người xuất gia đều lơ là không cẩn trọng đối với nhân quả, thường dùng sai tiền đàn diệt đóng góp. Thí như người cúng tiền phóng sinh bằng lại đem in kinh, người ứng tiền in kinh bằng lại dùng xây chùa, toàn dùng làm sai ý. Thực ra làm vậy là không tốt, trừ phi trước đó được chủ nhân đồng ý chấp nhận thì bạn mới có thể làm khác, nếu không sẽ rất dễ dính tội. Rất nhiều cơ quan từ thiện và đoàn thể Phật giáo thường thu của tín chúng đóng góp, nhưng hiện nay thường hồ đồ dùng sai làm bậy, tạo tội rất nghiêm trọng. Có người cho rằng dù sao họ cũng không tham ô, chỉ đem của người xây chùa cứu nghèo hoặc in kinh. Nhưng chính hành vi làm không đúng nguyện vọng người đóng góp sẽ chịu lấy đại tội, đều bị nhân quả trừng phạt. Muốn không làm sai nhân quả, tốt nhất không được làm trái ý thí chủ. Người cũng nói cầm tiền dùng làm gì thì bạn phải làm đúng y như vậy. Nếu làm không được thì tốt nhất chẳng nên nhận tiền, bởi vì nếu bạn cứ làm đại ẩu sẽ tự chiêu lấy tội. Trong tháng ngày mới học Phật, câu chuyện này gây ấn tượng cực kỳ sâu sắc cho tôi, giúp tôi biết tin sợ nhân quả. Hiểu nhân quả rất lợi hại, vì vậy quý vị phải hết sức cẩn trọng. Bởi những tội này chúng ta đều có thể phạm qua mà không hề hay biết. Giờ đây đã minh lý thì phải lập tức đoạn ác tu thiện. Bất kể hiện nay bạn bao nhiêu tuổi, chỉ cần trước khi lâm chung sớm biết lỗi sám hối thì đều có thể miễn trừ quả báo đọa tam ác đạo. Huống chi hiện giờ chúng ta thân thể khỏe mạnh, có được điều kiện tụng kinh, minh lý, nhiếp tâm, giữ giới, tu pháp lục độ. Chỉ cần có tính tâm, gặp khó không nản, không thối tâm, thì việc tu ra khỏi tam giới chẳng phải là không thể. Dù bạn thông minh mấy, cũng không biết rõ bao giờ mình lìa bỏ thế gian này. Cho nên đã hiểu pháp thì phải thực hành ngay. Vậy mới là có trí, nhất định sẽ được chư Phật Bồ Tát gia trì. Sammo di soha.